chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Cô nói shabd behta vakt baaki vyakaran hai sakt mera takth mera takth hai ye amaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaar hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na hum ne bhi sẽ hướng dẫn tất cả bạn ca khúc mới của Blackpink, đó chính là ca khúc Shada. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ được xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học đi thôi. Ok, và động tác đầu tiên thì mọi người sẽ đặt tay vào như thế này. 1, 2, 3, 4. Phần tim của mình sẽ đưa lên, xuống, lên, hiện xuống như thế này. Phần tay là bên phải, mình sẽ bật qua một cái. Và bên trái là hai tay luôn. Rồi, 2, đi. 1, 2, 3, 4. Sau đó mọi người đưa tay lên bên này, bên phải. Và phần chân của mình vẫn đưa lên như vậy và cuộn tay lên kèm dành và hất đầu một cái. Thì lúc dành là mọi người đưa phần hông nằm ở bên ngoài ha, và phần tay ở trong mình sẽ chống nặng nha. Hất. Rồi sau đó mình sẽ làm lại động tác chân lên chân xuống, chân lên chân xuống, nhưng mà phần tay của mình sẽ đổi lại thành hất lên như thế này hai lần. Ok, hai đi. Một kèm hai, ba kèm bốn. Sau đó mọi người sẽ đưa phần chân bên phải qua phải, mình cuộn hai tay lên trên đỉnh đầu như vậy, rồi dành xuống một cái quần. Ok, hai đi, bừng 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 tắt. Rồi sau đó mọi người dành hai tay đổi phần hông của mình qua bên phải và đưa hai phần tay giữa cổ tay, lắc phần vai kèm dành. Ok, hai đi, bừng 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 tắt là phần dành của này ha. Hai đi, bừng bắp 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 dành. Rồi lần thứ hai mình sẽ để tay lên đầu và gạt nó như thế này, bừng. Mình cũng làm tương tự như vậy ha, cũng lắc 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 kèm dành. Sau đó mình đưa tay lên là động tác chạm như thế này. Rồi ok, mình đến lại lần nữa, sau đó mình sẽ học tiếp lại sau ha. 5 6 7 đi. 1 2 3 4 hấp. 1 2 3 và dành, bùng sắc 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 dành, bùng sắc 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 dành, kéo tay kẹt. Rồi sau khi mọi người tới đây xong, mình sẽ bỏ một đoạn hình phiêu, mọi người đoạn đó mọi người sẽ di chuyển và có thể phiêu bất kỳ thích thành. Phần tiếp theo là mình sẽ kéo tay lên thế này, đặt tay lên thế này. Rồi phần chân của mình sẽ là mở lên bằng chân bên trái. Ok, 1 2 3 4. Rồi sau khi hai tay mình như vậy xong, mọi người sẽ đặt chéo qua nhau như thế này, zoom bừng bừng, là mình sẽ đổi thành một dòng, nhưng mà là từng cái như thế này, và đặt cuối cùng là đặt hai tay nhau như thế này và mở ngược lại. Khúc này nó sẽ hơi rắc rối một xíu nha, mọi người nghe kỹ nha. 1 2 3 4 năm, bừng bắt bừng, đổi ngược lại, và sau đó tay bên phải của mình sẽ để lên ngực như thế này, còn phần chân của mình sẽ đưa ra cho mọi người ngay cái chỗ mà sau khi mình đi xong hai cái này, mình sẽ đưa chân ra và phần người mình nghiêng qua như thế này, tắt tắt bừng, là mình sẽ nhấn qua bên đây và đổi ngược lại bên đây, phần hông của mình sẽ xoay ngược lại hèn đi sóng khi mà tay bên phải của mình để lên ngực như thế này, và mình sẽ đi sóng xuống một cái. Còn phần tay bên trái là mình cũng đi sóng ngay lần thứ hai, là mình sẽ đưa ra và kéo, bừng kéo. Ok, phần tay một nè, 1 2 3 4 và mình hất qua bên đây một cái, 5 kèm. Ok, mình đếm lại nha, 5 kèm. Rồi mọi người hất xuống một cái kiểu mà là phiêu, hơi phiêu một xíu, tự do một chút. 2 kèm, bừng sắc. Ok, sau đó mình sẽ làm lại động tác như cũ, nhưng mà ở phía trước, lên 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 dặn, gạt đầu lên 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 dặn. Ok, mình làm lại nha, dùng 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 bắp đầu, bùng bùng bắp. Sau đó mình cũng làm động tác chào với tay còn lại là tay bên phải, lúc đầu lần là tay trái, khúc sau mình sẽ làm tay phải. Rồi mình đưa tay lên kèm dừng như thế này, hơi nhún một cái. Rồi ok, mình sẽ đến lại đằng sau.
and hop và down and zoom 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 hop zoom bum 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 hop and 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ok rồi giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. Rồi chuẩn bị nha. Shutdown của Blackpink rồi, thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video hướng dẫn nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.